em xin chào các anh chị và các bạn. Bỗng dưng Sài Gòn lại đổ mưa. Nhân đây gửi số hình ảnh về Sài Gòn mưa cho các anh chị các bạn xem Sài Gòn khi mà những cơn mưa bất chợt, bà con đi lại rất là khó khăn, vất vả, nhưng mà rước rồi cũng thành cái thói quen. Đang mưa, đang đi thì trời mưa, bà con phải dừng lại mặc áo mưa nè, mưa xối xả. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng ngoài đường nha. Nhân tiện đi công việc gần khu vực này và bỗng nhiên trời mưa, cũng gắn camera lên và gửi các anh chị các bạn những cái hình ảnh về Sài Gòn khi mà đổ cơn mưa bất chợt. Đây là cái trục đường Phan Đình Phùng ngày xưa, bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu. Nơi đây có đường Bàn Cờ và chợ Bàn Cờ. Đó, bà con mưa tấp vô lề mặc áo mưa. Còn ai đi xe hơi thì khỏe hơn, không cần phải mặc áo mưa. Chạy xe chậm thôi để các anh chị nhìn thấy. Tự nhiên Sài Gòn sẽ nổi lên những sắc màu xanh đỏ tím vàng. Hồi sáng thì mưa lất phất, lúc nãy mưa lớn nhưng mà bây giờ cũng lất phất rồi, làm cho Sài Gòn thay đổi một sắc màu khác bởi những chiếc áo mưa, gợi cho ta nhớ đến một cái chiều nào đó khi còn ở Sài Gòn, và khi đi đâu đó mình cũng mắc mưa, tắm mưa. Mùa này đi đâu cũng phải thủ cái áo mưa để thôi là sẽ bị ướt. Dù có đi công việc ra ngoài mà mắc mưa là đi về nhà luôn. Chứ vô công ty mà máy lạnh nào mưa ướt đồ chịu sao nổi. Đó, đây chúng ta đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu và Lý Thái Tổ nè. Mưa lại bắt đầu nữa, tiếp tục. Những con đường thân quen. Trước mặt chúng ta đó là cái nhà khách chính phủ. Em được biết thì cái miếng đất đó ngày xưa cũng là của thuộc chú Quả luôn á. Nhưng mà bây giờ để trống à, để hoang à. Lúc trước còn có nhà hàng Pháp ở đó, bây giờ thì không còn nữa. Trời mưa camera nó mờ, các anh chị các bạn thông cảm nha. Hôm qua đây phút bên kia trời lại nắng đó, ngộ rồi. Trời mưa này những người buôn gánh bán bưng rất là vất vả, họ phải mặc cho nắng, mặc cho trời mưa vẫn phải chịu đựng. Chúng ta
thì bên kia đó là đường Nguyễn Hoàng, đây là giao lộ ngã 6 Cộng Hòa. Hết mưa rồi. Mưa một chút xíu thôi. Giờ đây em cũng gửi một số hình ảnh trên đường Hùng Vương và Trần Bình Trọng để các anh chị bạn có thể cập nhật. Đường khô, mình sẽ quẹo trái đường Trần Bình Trọng nha. Đường Trần Bình Trọng đi thẳng, chúng ta sẽ đi về bến Hàm Tử. Ngày nay là đường Võ Văn Kiệt. Con đường này làm rất là nhiều xe hơi, làm đèn xe hơi rồi thay vỏ rồi thay kính. Phía trước chúng ta đó là đường Nguyễn Hoàng năm xưa và bây giờ là đường Trần Phú. Ở đây có cái nhà hàng Con Cò, hồ bơi Con Cò, sân vận động Con Cò. Có Lam Sơn chứ, hồ bơi Lam Sơn, sân vận động Lam Sơn rất là nổi tiếng. Bên tay trái ở đó có hồ bơi rồi sân banh rồi phòng tập gym. Ngay đây có một chú bán bò bía rất là ngon, nổi tiếng. Cô chú bán hay bán ở địa chỉ, em xem địa chỉ lại rồi em nói với anh chị bạn nghe nha. Bên tay trái nè, ngày đó có cái phòng khám ngay số 206 Trần Bình Trọng. Cái xe đó là xe thu gom ve chai thì phải. Chúng ta đang ở giao lộ đường Thành Thái, cũng là An Dương Vương. Thẳng bên kia là đường Nguyễn Trãi, giao lộ Nguyễn Trãi, nhà thờ Chợ Quán. Bây giờ là 5 giờ chiều, rồi chút xíu nữa thôi là sẽ rất là kẹt xe. Hôm qua có chuyến đi Gò Vấp mà từ ở ngã 6 Cộng Hòa mày đi đến đường Nguyễn Kiệm giờ hơn một tiếng đồng hồ kẹt xe hút đường Nguyễn Kiệm quá trời. Nơi đây cũng có chỗ bán cháo lòng, cháo mực 175 Trần Bình Trọng. Chúng em có review cho các anh chị bạn xem rồi đó. Cháo mực 175 Trần Bình Trọng. Đây là
cháu mực chồng mình trồng là nó sẽ ra. Xem lại thì các anh chị có thể nhấn vào cái nút đỏ subscribe và cái hình cái chuông để chúng ta xem những video mới sớm nhất khi mà em up lên ha. Trong quá trình thực hiện video thì cũng không thể không có thiếu sót. Nếu em có thiếu sót hay sai sót thì các anh chị cho em xin cái comment nha, để chúng ta cùng nhau đóng góp ý kiến để em xây dựng nội dung nó ngày càng tốt hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, em tạm dừng video đây. Ta đây là trục đường Trần Hưng Đạo, ngày xưa là đường Đồng Khánh.